À quên, nhầm đường. Quá đẹp luôn. Thanh Hóa. Anh à, chị Huế chị có điện cho anh không vậy? Huế cậu ấy không thấy điện à? À vậy à, bà báo đi Tràng An bảo vậy, gọi anh Trung vậy đang bảo bà bảo cử số. À vậy à, ờ vâng vâng vâng, tới nơi rồi, thác thải ác lắm. Vâng, đẹp đấy, thác quá đẹp luôn đấy. Bác lúc nào bố trí đi một bữa cao chỗ ạ? Quá đẹp luôn. Đấy anh nhá. Ờ. Ờ. Vâng vâng. Đấy anh nhá.